Người đang xưa xin chào tất cả các anh em nhé. Hôm nay thì em có một cái sản phẩm về trên kênh của em Hoàng. Chiếc đầu tiên là cái bàn này. Bàn này em về chiếc này là chiếc thứ ba trên kênh. Nó là một trong những cái dòng có thể nói rằng săn rất hiếm nó có được về. Lần trước về thì liên ảnh cái là có anh em là chấm ngay. Và những cái sản phẩm này khi em đăng lên một cái là bay ngay lập tức. Hôm nay thì em về cùng với một đôi giày. Tí em sẽ lên một đôi giày cho anh em xem nhé. Vì nó là một trong những cái dòng có thể nói rằng cực ít có những sản phẩm như thế này. Anh em nhìn chiếc khóa bạc của nó này. Và cái bản này nó có hai loại nhé. Một bản dây dù và một bản dây của nó là bằng da. Đây nó là full tất cả toàn bộ bằng da dê nhé. Và cái bản này này, anh em nhìn này, đây là cái khóa giả. Nó là dòng khóa giả nhưng dưới này nó là 5 chấm hút này. Đấy, nó là 5 chấm hút này. Đấy. Và bản này độc đáo là gì? Nó sẽ có một phần dưới này là toàn bộ da dê. Còn trên này nó là da ngựa. Nó là một trong những dòng da ngựa của châu Âu thì nó để làm cho bền bỉ. Chúng ta tránh va chạm vào mà để nó xước nhé, nó gần như nó không xước. Cho nên khi mà va chạm vào nó thoải mái này. Em đi một vòng cho anh em xem nhé. Và em lại nói đặc biệt của chiếc này nhé. Chiếc này nó được sản xuất tại Pháp. Bản chất của nó là cha đẻ của nó ở Pháp. Cho nên nó chính là ở Pháp. Những cái bản ở Pháp thì bao giờ cũng sẽ giá sẽ cao. Vì nó là nơi cha đẻ. Cho nên chính vì như thế những cái sản phẩm ở sản xuất ở Pháp thì nó rất ít. Nhưng mà thường có hai thị trường được sản xuất đắt nhất thì gồm có Ý và Pháp. Là hai cái bản đấy là bản đắt nhất. Nói về tất cả các dòng thời trang. Sau khi đó là Tây Ban Nha. Và với những cái dòng ví dụ như ở Mỹ, ở Anh thì ít, không có mấy. Nhưng đại đa số nó gần đường biên với nhau cho nên chính vì như thế. Cái sản phẩm của họ cũng như cái kiểu như là sản xuất thủ công, khâu tay thì đường biên nó gần nhau thôi. Chuyển vật liệu nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây anh em nhìn một vòng này. Chiếc này là bản Pháp này. Em sẽ đo cái size của nó 28, 25 và 6. 28 chiều ngang cao, 25 và chiều ngang còn đáy của nó là 6. Anh em sử dụng chiếc này thì nó là bền bỉ rồi. Chúng ta đi đeo chéo đi bất kỳ đâu, nó là một trong những dòng nhận định thương hiệu mà. Cho nên chính vì như thế, cái sản phẩm như thế này thì em cũng không về được nhiều. Thỉnh thoảng săn được một chiếc. Chiếc này nó còn 98%, mà nó chỉ còn mỗi túi không, còn mỗi túi không như thế này thôi nhá, không còn hộp, không còn gì cả. 42 triệu nhé. Anh em ưng được thì chiếc này thì alo cho em nhé. Chiếc này gần như là không có, em có một chiếc thôi. Được chiếc này là về chiếc thứ ba, hai chiếc cách đây một thời gian. Em về cùng một lô hàng đấy, cũng gửi cho một số anh em xem và được anh em đón nhận ngay lập tức, vì nó là một trong những cái sản phẩm có thể nói rằng cực hiếm ở dọc túi chéo là với cái bản này nhé. Và một bản em thường nói là cái bản Vân Caro lỗi và Vân Caro chìm ấy, là nó sẽ là dòng thứ nhất của dòng LV đấy. Anh em ưng được mã này thì alo cho em Hoàng nhé. Gần như không có đâu. Bản này thường là nên anh em lấy được thì lấy, mà không lấy thì em cũng để một bản em dùng. Túi đây mã số 1. Và bây giờ sản phẩm gì? Một đôi giày LV. Còn sổ nhé. À, còn túi. Còn túi, còn hộp. Em để đây này. Anh em nhìn thấy một đôi chăn nguyên bản chứ. Chăn là Mỹ nhá. Cái này là anh em nhìn này, nhưng lần trước em có một đôi như thế này 42 và một đôi nữa là 41.5. Cái này nó không phải là trắng đâu anh em, khi mà chúng ta vào trong bóng tối thì nó màu trắng, còn ra ngoài nắng nó lại trở thành màu đen. Nếu mà nói về Nam Mỹ thì nó là dòng chăn tất cả các dòng da, để mà nhà LV hay nhà Gucci thì từ trước tới giờ nó là một trong những cái dòng có nói là chăn xấu điều thì nó là vô địch thiên hạ rồi, vì nó mắc chát. Và hôm nay em về được đôi này cùng với mấy món nữa, em sẽ lên chi tiết cùng với anh em nhé. Đôi này thì là đôi thứ ba, một đôi 42, một đôi 41.5 và một đôi 41 và một đôi 41.5. Và hôm nay đôi này là đôi thứ ba. Đôi này thì em nói ra sai thì chắc chắn là anh em nào nhanh thì sẽ còn nhá. Em đi chi tiết đã. Cái phần to này là phần nó là da bụng.
Da bụng là một trong những da vùng da mài miết xuống dưới lòng đất, cho nên và những cái cằn cỗi, cho nên chính vì như thế cái phần này nó sẽ là nhấc lên nhấc xuống của gót chân ta, và đi ra đi vào thì nó phải dùng cái dòng da bền bỉ nhất. Và với những cái dòng da này nữa là da thân, đây anh em nhìn này, còn cái phần nhỏ này là phần da đuôi. Đôi này còn 98% nhá, một trong những dòng cực hiếm. Anh em biết rồi, những cái dòng này thì dòng này và dòng điểu thì anh em biết là em bán nó sẽ như thế nào. Với những cái dòng điểu thì thường nó sẽ là tầm 38, 40, 45, 52, 55 thì là với cái dòng nước. Còn những cái bản điểu hay bản chăn này thì nó châu Á nó có nha anh em nhé, nhưng bản châu Á thì nó sẽ rẻ bằng một nửa so với thị trường của bản của châu Âu nhé. Và da của châu Âu nó khác và thuộc của châu Âu nó khác nhé. Cho nên sản xuất ở châu Á thì tất cả các mặt hàng mà khi sản xuất ở châu Á thì bao giờ nó cũng là sản xuất bằng máy và may bằng máy chứ không làm bằng thủ công. Thì cái nhân công nó sẽ đỡ đi, nhưng riêng châu Âu thì riêng cái sản phẩm này tại sao 200 năm qua thì nó lại được đắt giá và nó bền bỉ là vì nó là làm thủ công và khâu tay nhé. Đồ làm thủ công và đồ khâu tay thì chắc chắn thì bao giờ nó cũng sẽ khác rồi. Bạc đúc này, và đôi này còn 98%, một trong những dòng kinh điển đấy. Và đôi này nó có size chân của nó là 40 và 40.5 nhé. Anh em nào có chân 40, 40.5 thì hãy alo cho em Hoàng đôi này nhé. Vì đôi này ấy, nó là không có nhiều, đếm trên đầu ngón tay thôi. Em Hoàng về được 3 đôi. Anh em có chân 40, 40.5 thì chúng ta hãy alo cho em Hoàng đôi này nhé. 47 triệu đôi này nhé. Đây, không có đâu nha anh em nhé. Những dòng này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nó là dòng limited. Vì nó là chăn Nam Mỹ thì chắc chắn nó phải khác rồi. Nó là xưa đấy, hàng xưa, chứ còn bây giờ không có đâu nhé. Bây giờ thì đã hoàn toàn đã bị cấm, không được phép làm, không được phép khai thác dòng tự nhiên. Cho nên chính vì như thế không khuyến cáo khai thác dòng tự nhiên. Đây nó là dòng hàng xưa, cho nên chính vì như thế nó còn được những cái sản phẩm như thế này ấy, thì nó đã khá lâu rồi. Cho nên chính vì như thế bây giờ chúng ta dùng thì chỉ có dùng của châu Á thôi, chứ còn Âu thì không có nó đâu nhá. Đây, Âu đôi này thì nó là được đẹp như thế này, đó là đã đỉnh cao rồi. 47 triệu mã số 2, một trong những cái dòng có thể nói rằng nhận biết đỉnh cao anh em. Anh em chỉ cần đi vào chân thôi, mà chúng ta đi bất kỳ nơi đâu đây, anh em nhìn thấy đây, nó nổi vảy đấy nhá. Và khi chúng ta về, chúng ta không cần đánh xi, những cái dòng này không cần phải đánh xi, chúng ta chỉ cần một cái khăn ẩm, chúng ta lau nhẹ theo chiều vảy của nó là nó sẽ bóng lừ luôn, chứ đánh xi vào đây nó không ăn đâu nhá. Lau qua ngoài là bóng lừ luôn, không cần phải đánh xi. Và chúng ta chỉ cần dòng dưỡng trắng ấy, chúng ta dưỡng bên trong bên ngoài cho nó mềm ra thôi. Nhưng bản chất của dòng này nó rất là mềm, vì nó là dòng hiếm, quý hiếm, cho nên rất là mềm. 40.5, 47 triệu nhá. Anh em nào ưng được đôi này thì alo cho Hoàng nhá. Thực ra những cái size như thế này với những cái này mà anh em nào ưng ấy, đi đem khẳng định không, Việt Nam thì chỉ có một vài đôi chứ không có nhiều. Như dòng châu Á nhìn khác ngay nhé, còn châu Âu nhìn nó phải khác. Những dòng này mà anh em đi bất kỳ nơi đâu thì xin lỗi luôn, nó là đẳng cấp. Em Hoàng có 2 sản phẩm thôi, anh em mà ưng được mã nào thì alo cho em Hoàng nhé. Em Hoàng chúc anh em ngày mới đang lành và hạnh phúc.